thành hơn nhiều. Đây, mặt đối mặt đây. Đấy, kia. Chết con này, nó tóm. Thì anh ra kia mà, giờ đỡ này mà ngồi này. Thôi được đấy, ngồi đây. Ngồi kia rộng hơn. Không thấy được. Ở thấy, kia ngồi chỗ này thấy này. Mà được, đây, được rồi. Bẫy bụi cây nó thế này mấy em. Đây. Mồi đang vẹ vẹ kinh lắm mà đeo này. Lúc nãy nó đánh ở dưới đáy ấy. Mẹ như nay còn không chơi. Hai con nhỉ? Chán rồi đúng không? Giờ chỉ có dụ nhau thôi. Với nhau thôi. Hết đấu rồi. Nhưng nó có cái canh thấp quá. Ừ, thì được, kệ nữa. Như trong, này là đẹp rồi. Nó có canh cao ở trên. Nó sẽ nhảy cao hơn. Mẹ như thế này. Nào, nguy ngồi ông bẫy chìm. Ăn hết rồi, ăn hết rồi không? Ra đây rành hơn không? Nhìn nó rộng hơn. Không, anh nhìn ở đây là nhìn thấy cả đôi chim đấy chứ. Đây, một đôi đây. Đấy, đánh đấy, 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 đánh chưa? Đánh mẹ. Trượt đấy, mẹ khôn à. Chết nó mà. Đánh nó đéo bấu lồng. Nhưng kiểu nào chết thôi, đánh này, toát đấy đéo. Dạ, đánh là chết. Nhưng mà nó đánh khôn từ nãy giờ rồi. Đấy, nhảy luôn rồi đấy. Đây, con này đánh không? Đây, nhìn này. Đây, nhìn con này thế này đánh này. Mẹ vướng như nam bưởi đấy, nhìn gì. Lại lên cành trên, đấy. Nhìn thấy mũi mồi. Xem mình đâm nét hơn là mình nghe kìa nhỉ. Gần. Ừ, nó zoom lại. Nó nhảy lên trên rồi đúng không? Đâu rồi nhỉ? Đấy, giọng con khác rồi sao ạ? Con có tít đằng kia. Con khác rồi. Uống đi, uống nước đi. Đấy, con lên rồi đấy. Ừ. Đấy, là sao? Kia. Đây, vì đăng lên nó lại nét hơn một ít nha. Cách nhau, gịt nhau rồi nhỉ? Sát nhau. Đây, đây. Này nhé. Ôi, tôi này, nhìn thấy hai con đây luôn này. Nhưng mà nó đứng bằng nhau á, nó không đứng cao đây một tí. Thì nó có chỗ, có anh đúng không, anh nhìn thấy có chỗ treo đâu, không có chỗ treo luôn. Cái cành bưởi nó thấp. Cái kiểu kín kín này thì đéo nó cũng đánh đâu. Đấy đấy, xoan sang đấy là đánh ấy. Nét đâu anh nhỉ? Lớp lá rồi. Ừ, lớp lá. Vườn rau rồi, thì chán. Thế mà mình đã nhạy, người ta đi làm. Nước. Ba lon nước với kẹo rồi.
nó đâu vậy? Ngồi cách đâu cũng theo. Nói lại đi nè. Sát lồng luôn. Tiểu đây nghe kẹo về tiểu. Chạy tìm đây mà không đánh này. Không quay đánh hai cái chuột. Để hay không đánh này. Đấy như nó lúc nào bây giờ nó rình rình con mồi về chỉ cần ăn móng móng ăn là dễ đánh đó. Nó đeo hót hay bỏi nữa nhỉ? Đeo rồi nè. Không hót mà chỉ dình. Đấy, nhùm nhùm trong bên đây là đánh. Nhưng nó hay đánh đứng cạnh bên này nó đánh nè. Đấy, con khác rồi nè. Đấy, còn Khang đến đấy. Quạt con này rõ có đấy. Đấy, đồi Khang đến đấy. Nhưng mà đồi Khang hay đồi kia nó lãnh thổ đây làm đéo là đến được, đúng không? Nói giọng hay à.